Là xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chi game trên toàn cả nước. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái mẫu lưới 6 phân. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu lưới này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua lưới bẫy chim đêm ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Để bên cơ sở em là bán tất cả những cái mẫu lưới dùng để đánh chim đêm. Còn về cái mẫu lưới 6 phân này thì khi anh em mua về sử dụng đánh ấy, thì anh em sẽ đánh được con chằng nghịch này. Đấy, con quốc ta và con gà lước Ấn Độ. Thì trong cái thời điểm này thì con quốc ta và con gà lước Ấn Độ đang di cư, để anh em có thể là tham khảo. Lưới này thì nhà em làm hai khổ, một là khổ 100m và hai là khổ 50m. Với cái hàng này thì sợi của nó rất là tơ. Đấy, sợi này thì em làm cho anh em là sợi 16. Đấy, sợi 16 này. Đấy, hàng này thì nó là cái lưới hải lợi biên đôi chân xanh ấy, thì cái độ chạy mặt của nó không có anh em nhé, và sợi cước rất là dai. Đối với hàng này thì 50m thì em chạy cho anh em là 5 diềm. Đấy, 5 diềm và 4 túi, chạy cho anh em là 3 cọc. Đấy, còn ưu điểm khi anh em mua lưới bên cơ sở nhà em ấy thì là nhôi cọc em đã làm hết rồi, chia khoang chia túi rồi. Và anh em chỉ việc đánh thôi. Còn cái mẫu lưới này thì đang được anh em thợ đánh sử dụng nhiều. Đấy, đánh tách biệt ra thì anh em đánh quốc ta thì sẽ không trượt một con nào cả. Đấy, và con gà lước và con chằng nghịch. Đấy, mắt lưới thì nó ok. Đó, sợi lưới chuẩn chỉ cho anh em. Rồi, hàng anh em. Mắt rất là chắc. Đấy, còn 100m thì vẫn làm cho anh em là 5 diềm 4 túi, nhưng mà sẽ làm cho anh em là 5 cọc để anh em chăng thì lưới nó sẽ vuông hơn. Đấy, nhiều anh em thích 4 cọc, nhưng 4 cọc đánh lưới rất là võng bởi vì lưới này nó rất là nhiều thịt. Còn vào đến cái mùa rồi thì anh em có thể là tham khảo tất cả những cái mẫu lưới bên cơ sở nhà em. Còn về lưới này thì báo cáo đối với các bác là nó chỉ đánh được 3 loại chính thôi. Đấy, 4 loại. Đấy, cò hương này, cò lửa, cò lép. Đấy, 3 con cò đấy là anh em đánh chung mẫu lưới này. Hoặc là con quốc ta này, con chằng nghịch, con gà lước Ấn Độ thì anh em sử dụng cái bộ lưới 6 phân này. Còn hàng 6 phân này thì nó tương đồng, giá cả của nó thì hợp lý. Đấy, thì anh em tham khảo đặt hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Còn một video thì giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái mẫu lưới 6 phân. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.